Và hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cửa hàng để mình quay cho tất cả các bạn xem về mẫu xe Honda Winner X và mẫu xe Exciter 155 VBA. Và hiện tại thì có rất là nhiều các bạn đang thắc mắc rằng là nên mua dòng xe nào đó giữa mẫu xe Honda Winner X và chiếc xe Exciter 155. Nên hôm nay thì mình sẽ lên đây mình cập nhật về giá bán luôn để cho tất cả các bạn có thể tham khảo nha. Đối với mẫu xe Winner X hiện tại á, thì phiên bản mà thể thao không có ABS thì đang có mức giá là 43 triệu thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí điều khiển số nha. Còn phiên bản mà có ABS á, cao cấp nhất á, thì sẽ có giá là 48 triệu. Còn tiếp theo đến Exciter 155 thì phiên bản này là phiên bản cao cấp nha, nên là sẽ có mức giá là 54 triệu. Còn phiên bản thường thì sẽ là 51 triệu thì bao gồm hết giấy tờ và phí điều khiển số nha. Nói chung là về giá bán thì nó sẽ chênh lệch với nhau. Winner X thì sẽ có mức giá rẻ hơn. Đó, mức giá rẻ hơn tầm 6 đến 7 triệu nha. Nói chung là hai dòng xe này thì đều có mức giá chênh lệch. Nên là về cái kiểu mà các bạn hỏi là nên chọn xe nào thì mình không thể nào mà mình tư vấn giúp các bạn được. Và các bạn thích nói chung là các bạn phải thích dòng xe nào thì các bạn mua thôi. Bởi vì mẫu xe nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu nha. Đây, mình sẽ quay đầu tiên là về cái phần bánh trước. Đó, bánh trước thì đều là có thông số là như nhau các bạn, vẫn là 120/70/77 thôi. Nhưng mà đối với mẫu xe Winner X phiên bản cao cấp á, thì nó sẽ có ABS. Đây là một cái lợi thế các bạn. Còn đây là phiên bản thể thao nên là không có ABS nha. Nói chung là ở bên ngoài thì để mẫu xe thể thao nên là mình không có dắt ra đây phiên bản có ABS để quay cho các bạn xem được. Đó, về lợi thế là Winner X sẽ có ABS. Và cái phần phục trước này thì nó to hơn nha. Đó, nó to hơn. Còn đối với Exciter 155 thì cái đĩa trước thì sẽ không có ABS, nhưng mà lại được cái heo dầu trước là 2 piston. Đó, nói chung là nó cũng có những cái điểm mạnh và điểm yếu. Về kiểu dáng thì mỗi người sẽ thích theo một kiểu dáng khác nhau. Đây các bạn, mình quay như này các bạn sẽ thấy này. Bởi vì các bạn thích dòng xe nào thì dòng xe nó sẽ đẹp. Nên là mình không thể nào mà mình nói là dòng xe Winner X nó xấu rồi Exciter 155 đẹp, hay là Exciter 155 đẹp, Winner X xấu được. Bởi vì mỗi dòng xe nó đều có cái kiểu dáng nó tùy theo người sở thích. Rồi tiếp theo về cái động cơ. Động cơ của Winner X là DOHC hộp số 6 cấp và công suất là 15,4 mã lực nha các bạn. Còn đối với Exciter 155 thì rất nhiều công nghệ, bởi vì nó sử dụng cái động cơ là SOHC hộp số 6 cấp và công suất là 17,7 HP. Thì công suất thì nó sẽ hơn hẳn so với mẫu xe Winner X nha các bạn. Đó. Và động cơ SOHC thì nó sẽ thích hợp với các bạn mà đi đường phố, đi gần. Còn mẫu xe Winner X thì động cơ DOHC sẽ phù hợp khi đi ở tua máy cao cũng như đi đường dài. Nhưng mà Exciter thì cũng được trang bị cái công nghệ là van biến thiên VVA, có cái nồi chống trượt Slipper Gloss giúp sang số nhanh. Đó, nói chung là xe nào cũng có những cái điểm mạnh và điểm yếu nha. Nói chung là khi để mà so sánh về cái phần tốc độ thì mình sẽ không nói nha, bởi vì là mỗi người sẽ mua xe theo một kiểu khác nhau. Có người thì mua về kiểu dáng thôi, còn có những người thì mua về tốc độ, mua về kiểu này kiểu kia, thì mỗi người sẽ thích một kiểu. Đây, mình sẽ tiếp tục mình soi về cái phần tiêu thụ nhiên liệu. Tiêu thụ nhiên liệu thì đối với Exciter 155 thì là 2,09 nha các bạn. Có nghĩa là 2,09 lít thì 100 km, có nghĩa là 1 lít xăng có thể đi được gần 50 cây số. Nó thông số lốp sau thì sẽ là 120. Đây, trọng lượng là 121 kg so với phiên bản cao cấp nha. 121 kg. Còn đối với Winner X thì cái trọng lượng là 123 kg. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây, tiêu thụ nhiên liệu là 1,70. Có nghĩa là mẫu xe Winner X này nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. 1 lít xăng có thể đi được hơn 50 km. Đó, có thể đi được hơn 50 km 1 lít xăng nha. Honda có thể nó sẽ lợi thế hơn về cái mức tiết kiệm nhiên liệu. Đây, mình sẽ quay về phần đuôi. Đuôi xe. Đuôi xe thì cả hai mẫu xe này đều có cái đuôi giống như nhau. Nó đều là xi nhan tách rời, nhưng mà mình đánh giá cái đuôi của Winner X nó cao hơn. Bởi vì Winner X thì nó có cái đuôi nó thiết kế nó gọn hơn và cái phần xi nhan nó tinh tế hơn. Đó, còn đối với Exciter 155 thì cái đuôi nó có vẻ hơi thô. Đây là cá nhân của đánh giá của cá nhân mình thôi nha. Đó, đèn xi nhan thì thiết kế giống R15, đây là do mình quay ngược sáng thì nó hơi tối. Đây Winner X. Đó, về vật tay cầm này, thiết kế kiểu tách rời thể thao. Nói chung là hai mẫu xe này thì chiếc xe nào cũng vậy thôi, các bạn yêu thích xe nào thì nó sẽ đẹp nha, mình sẽ không thể nào mà nói đẹp xấu được. Bởi vì mỗi người sẽ thích một kiểu. Để tiếp theo mình sẽ quay về phần đồng hồ nha, đồng hồ của hai chiếc xe. Đây là phần đồng hồ của Exciter 155 thì đây là phiên bản cao cấp nên nó sẽ trang bị cái ổ khóa Smart Key với lại cổng sạc điện thoại nha. Còn phiên bản thường thì nó sẽ sử dụng khóa thường thôi. Đó, mặt đồng hồ. Bên tay phải thì vẫn có nút bắt sinh. Xi nhan trái phải và tắt đèn. Khởi động. Đó, khởi động với cái mẫu xe Exciter 155 thì nó sẽ hơn mẫu xe Winner X ở cái là cái nút bật tắt động cơ tạm thời này. Đó. Và nút bật tắt đèn. Còn đối với mẫu xe Winner X, đây, cái phần đồng hồ này. Nó sẽ không có nút bật tắt động cơ tạm thời và không có nút bật tắt đèn. Đây cũng có thể nói là một điểm trừ của mẫu xe Winner. Đó, bên tay phải thì nó chỉ có nút bật tắt đèn cốt pha thôi. Với lại nút xi nhan trái phải và nút còi thôi.
Đó, còn lại bên này thì không có gì cả. Đó, đồng hồ đây. Đồng hồ này giống với đồng hồ của chiếc CBR 150 2021 nha. Đó, còn đối với mẫu xe 5 thì sẽ có nút bật tắt động cơ tạm thời. Đó, nút bật tắt đèn thì nó sẽ hơn ở cái điểm này. Nó sẽ tiện lợi hơn nha. Đó, còn về cái phần ổ khóa. Đây, mình nghĩ là ở phiên bản nâng cấp sau thì chắc chắn Winner X sẽ nâng cấp lên ổ khóa Smart Key nha mọi người. Đó, bởi vì đây là mình dắt ra phiên bản thường, và phiên bản cao cấp thì nó sẽ có ABS nữa, nó sẽ có một cái điểm cộng. Đối với Winner X, nói chung là hai mẫu xe này thì nó cũng tương đương như nhau thôi. Thế là các bạn thích dòng xe nào thì mua dòng xe đó thôi. Chứ thực ra là hai dòng xe này về để mà các bạn mua để trải nghiệm. Có nhiều người thì bảo là nên mua X-Center 105 nó đẹp rồi các kiểu. Nhưng mà các bạn Winner X thì cũng lại bảo là Winner X đẹp đúng không? Nên là mình không thể nào mà so sánh về cái đẹp xấu được. Nhưng mà cá nhân mình thì mình lại sẽ thấy rằng là nếu mà về kiểu dáng á thì mình sẽ chọn kiểu dáng của 105. Đó, X-Center 105 bởi vì nó đẹp hơn. Công nghệ nhiều hơn. Nói chung là đấy là do sở thích của mỗi người thôi. Còn các bạn thì lại bảo là DOHC thích Winner hơn bởi vì nó kiểu dáng nó đẹp hơn, đấy là mỗi người một kiểu nha. Nếu mà so sánh về cảm giác lái á, tư thế lái á, thì X-Center nó sẽ có tư thế ngồi thoải mái hơn. Còn Winner X thì cái tư thế nó hơi bị chồm, nó hơi bị chồm và cái phần yên này nó sẽ không thể nào mà so với X-Center được, nó sẽ khác nha. Đó, tư thế lái thì mình thấy là X-Center nó sẽ ok hơn. Và cái là cơ cấu hộp số. Hộp số thì cả hai mẫu xe này đều là hộp số 6 cấp nha. Nhưng mà đối với cái hộp số của X-Center 105 thì nó sẽ nhẹ hơn. Bởi vì từ trước đến nay rồi thì cái hộp số của Yamaha lúc nào nó cũng nhẹ và không bị lửng số. Còn đối với Winner X thì cái hộp số nó hay bị lửng nha. Nó hay bị lửng số. Sang số nó hay bị kiểu như là lửng 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 rồi số nó cứng hơn. Đó. Thiết kế thì hai mẫu xe này thì đẹp theo sở thích của mỗi người nên là không thể nào mà so sánh được. Còn về phuộc, nếu mà về phuộc thì Winner X thì nó sẽ hơn hẳn nha mọi người, bởi vì phuộc của Winner X thì nó thiết kế to hơn và nó sẽ không phát ra tiếng kêu. Thì từ đời trước Winner V1 rồi, cái phuộc của Winner X luôn được đánh giá cao. Còn với X-Center 105 thì cái phuộc nó được tinh chỉnh nhưng mà nó không thể nào khắc phục hết tiếng kêu được. Nó vẫn có tiếng cục cục khi mà đi qua ổ gà, bởi vì nó chỉ có dài hơn có 10mm thôi. Nên là không thể nào mà khắc phục được cái tiếng kêu nha. Đó, còn Winner X thì cái phuộc rất là to. Mình thấy rất nhiều bạn hay mua 105 mà độ cái phuộc này. Đó, về giá bán thì mình đã cập nhật rồi nha các bạn. Winner X thì có giá 43 phiên bản thể thao và 48 phiên bản có ABS. Còn X-Center 105 thì 51 phiên bản thường và 54 phiên bản cao cấp. Thì nói chung là về giá bán thì nó có sự chênh lệch rất là lớn. Nên là các bạn có thể là chọn theo túi tiền và chọn theo sở thích của mỗi người và nhu cầu sử dụng nha. Có hai mẫu xe này mình thấy cũng đều đẹp mà, đúng không? Xe nào cũng đẹp hết. Ví dụ như 105 thì mình thấy kiểu dáng nó nhiều người khen đẹp hơn. Còn Winner X thì hướng đến cái đối tượng là ví dụ như tuổi trung tính, mình thấy nhiều người đánh giá là như vậy thôi. Còn lại thì mình thấy các bạn trẻ cũng gọi là fan cũng 50-50 thôi, thích rất là nhiều. Sao xe nào cũng như vậy, mỗi người thích theo một kiểu. Hay về cái phần bô của xe thì mình thấy là Winner X nó nổ nó ấm hơn, nó nổ nó có lực hơn. Còn đối với 105 thì cái phần bô thì nó nổ cũng bình thường, nó không có lực bằng mẫu xe Winner X. Còn test tốc độ thì mình thấy rất là nhiều người test tốc độ trên mạng thì có thể nói là xe này hơn xe kia hơn. Nói chung là về cái đấy thì mình không thể nào đánh giá được. Mỗi người sẽ test mà này theo một kiểu khác nhau nha.